Mẹ với cả chú Vũ không phải là bạn bình thường có đúng không ạ? Mẹ với cả chú Vũ là người yêu cũ của nhau. Và vì thế nên mẹ kiên quyết phản đối con và anh Duy đến với nhau ạ. Cho dù hai người từng là người yêu cũ của nhau, quá khứ đã qua rồi tại sao cứ phải gay gắt với nhau làm gì ạ? Bây giờ lại còn cấm đoán cả bọn con nữa. Cậu đến tận trường đưa bạn gái cháu đi ăn. Bây giờ còn hẹn gặp riêng. Cháu nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp rồi đấy ạ. Duy, nghe bác nói này, hai cậu cháu bình tĩnh đã, từ từ rồi nói chuyện. Cháu chỉ cần biết lý do thật sự. Có khi nào Ngọc liên quan đến tất cả mọi chuyện trong quá khứ không? Liên quan thế nào được? Chuyện quá khứ là giữa cậu Vũ với mẹ Ngọc. Không có chuyện đấy đâu. Nhìn cái cách cậu ông lùng sục tìm người yêu cũ, tìm con gái của người yêu cũ, lại còn ngăn cản ông đến với Ngọc, chắc chắn 99% Ngọc là em họ của ông. Chị dựa vào đâu mà khẳng định điều đó? Đứa bé trong bụng em ngày xưa đã mất rồi, chị biết không? Em nói sao? Con em hiện tại không phải là con của Vũ. Xin chị hãy nói với anh ấy đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi đến đây để đính chính lại mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện đều không như tôi nói đâu chị ạ. Thế nhưng thật không may, đứa bé đó đã không còn. Ngân đã sảy thai ngay sau đó ít lâu chị ạ. Tôi thật xin lỗi mọi người vì đã gây ra sự hiểu lầm không đáng có này. Chưa bao giờ con lại hạnh phúc như thế này. Nhưng chẳng lẽ đến bây giờ mẹ vẫn ngăn cấm chúng con? Mẹ vẫn ghét Ngọc? Tôi ngăn cản anh hồi nào? Anh chỉ được cái đổi tiếng ác cho mẹ.